năm thứ bạn người mê của Sở Kiều Truyện, đóng phim nào là đại thắng phim đó. Sinh năm 1992, Đặng Luân lớn lên tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải chuyên ngành diễn xuất. Năm 2012, anh được nữ sĩ Quỳnh Dao chọn vào vai Từ Hại trong bộ phim Không Phải Hoa Chẳng Phải Xương. Sau vai diễn đầu tay, nam diễn viên dần được khán giả biết đến. Thế nhưng phải đến 4 năm sau, Đặng Luân mới thực sự khẳng định được diễn xuất với vai Liễu Thiên Nhân trong 15 năm chờ đợi Chim Di Trú. Mặc dù chỉ là vai nam thứ và không có nhiều đất diễn, nhưng mỹ nam này vẫn chinh phục người xem khi đem đến hình ảnh một chàng trai lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong. Đến tháng 3 năm nay, Đặng Luân có vai nam chính đầu tiên trong bộ phim Bởi Vì Gặp Được Em, chuyển thể từ tác phẩm Hàn Quốc Trái Tim Trong Sáng. Trong thời gian phát sóng, bộ phim này đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng rating và kết thúc với 3,046%. Bởi Vì Gặp Được Em thậm chí còn vượt mặt cả Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của Dương Mịch và Triệu Hữu Đình vào thời điểm lên sóng. Bởi Vì Được Gặp Em kể về Kim Y Bội do Tôn Di thủ vai, vốn là tiểu thư nhà họ Kim chuyên về thê thùa. Chẳng may bị thất lạc và mất trí nhớ, trở thành Trương Quả Quả, con gái một nhà nấu văn thắn. Lý Văn Khải do Đặng Luân thủ vai vốn là thanh mai trúc mã của Kim Y Bội. Khi trưởng thành, tình cờ gặp gỡ Trương Quả Quả và đem lòng yêu cô gái này mà không biết đây là người mình vẫn luôn tìm kiếm. Sau đó, tháng 5 vừa rồi, Đặng Luân lại xuất hiện trong bộ phim truyền hình ăn khách Hoa Lạc Tụng 2. Đây là phần tiếp theo của tác phẩm đình đám từng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ năm 2016. Hiện tại, bộ phim cũng đang nằm trong top những phim truyền hình có rating cao nhất nửa đầu năm 2017 với 2,126%. Trong phim này, Đặng Luân vào vai chàng ca sĩ Tạ Đồng. Sau biến cố với người yêu cũ, anh đã mất đi khả năng sáng tác, dẫn đến sự nghiệp bị tụt dốc. Tạ Đồng gặp gỡ và có tình cảm với Quan Sư Nhĩ do Kiều Hân thủ vai và cũng tìm thấy lại chính mình. Tạo hình của Đặng Luân trong vai này thu hút nhiều fan nữ bởi vẻ bụi bặm đúng chất trai hư. Hiện tại, nam tài tử đang gây bão với vai Tiêu Sách trong tác phẩm cổ trang hot nhất hiện nay là Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện. Bộ phim này hiện đang có rating là 2,525%, đứng thứ tư trong top những phim truyền hình có rating cao nhất nửa đầu năm 2017. Thành công của Sở Kiều Truyện cũng giúp Đặng Luân luôn nằm trong top những diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất trong tháng. Tiêu Sách là thái tử Đại Lương, sau đó đăng cơ làm hoàng đế. Bề ngoài phong lưu, phóng túng, ngang ngạnh, nhưng thực chất là người có túc trí, đa mưu và trung tình. Tiêu Sách yêu Sở Kiều nhưng không dám nói ra, luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô. Đối với Sở Kiều, anh cũng là người bạn thân nhất. Sau nội bộ triều đình Đại Lương rối loạn, Tiêu Sách bị chính mẹ mình giết chết. Có thể nói năm nay là một năm thành công của Đặng Luân khi anh xuất hiện trong hàng loạt những bộ phim đình đám. Cả ba bộ phim anh tham gia trong đầu năm nay đều có rating cao ngất ngưỡng. Điều này cũng đã giúp tên tuổi của nam diễn viên 25 tuổi ngày một bay xa.